Thưa quý vị, hiện nay khi đời sống xã hội ngày càng phát triển thì con người cũng chú trọng hơn đến vấn đề sức khỏe. Chính bởi vậy, việc sở hữu những chiếc máy massage chân ngay tại nhà để bảo vệ và chăm sóc đôi bàn chân hàng ngày không còn là điều quá xa lạ. Vậy trước một thị trường cung cấp máy massage sôi động như hiện nay, lựa chọn đơn vị nào để đảm bảo chất lượng an toàn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Lòng bàn chân được ví như trái tim thứ hai của cơ thể, tập trung tới 7.200 dây thần kinh tương ứng với các bộ phận như mắt, thận, dạ dày, gan, tim. Tuy nhiên đây cũng là nơi dễ bị tổn thương bởi những hoạt động hàng ngày như di chuyển, tạo ra nhiều áp lực lên hệ thống thần kinh của cả cơ thể. Và theo các chuyên gia, để giảm thiểu sự ách tắc mạch máu, giảm áp lực đôi chân thì cần ngâm chân bằng nước nóng, thực hiện massage mỗi ngày. Những chiếc máy massage chân ngay tại nhà sẽ là giải pháp tối ưu nhất giúp bạn có thể thư giãn cho đôi bàn chân thường xuyên vào những lúc rảnh rỗi hay sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, để người tiêu dùng có thể lựa chọn được một đơn vị cung cấp máy massage chất lượng, giá thành phù hợp thì không phải là điều dễ dàng. Khi hiện nay, thị trường máy massage rất đa dạng từ thương hiệu, kiểu dáng, giá thành tới công dụng. Với mong muốn mang tới những sản phẩm máy massage hiện đại, chất lượng nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Nevato Việt Nam đã ra đời và được đánh giá là một trong những đơn vị kinh doanh, nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm máy massage uy tín nhất hiện nay. Đặc biệt, dòng máy massage chân tiệt trùng thông minh, thải độc bằng thảo dược thiên nhiên đang là sản phẩm được ưa chuộng nhất tại hệ thống. Sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm, những chiếc máy massage chân thải độc bằng thảo dược thiên nhiên đã chính thức được bán vào những ngày cuối năm 2020. Và rất may mắn, Nevato nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng. Hiện nay thì chúng tôi đã có 2 showroom tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Nhằm đáp ứng được cái nhu cầu mua hàng online của khách hàng, chúng tôi đã có thêm nhiều gian hàng trên Shopee, Tiki, Facebook và trên chính website chúng tôi là nevato.com.vn. Trong thời gian sắp tới, mục tiêu chúng tôi sẽ mở thêm nhiều chi nhánh trên những thành phố lớn trên toàn quốc và sẽ đem đến tận tay những cái sản phẩm rất là tốt cho người tiêu dùng. Đặt cái tâm vào trong từng sản phẩm. Đến với Nevato Việt Nam, chế độ bảo hành trọn đời máy sẽ giúp cho khách hàng thật sự tự tin, thật sự hài lòng sau khi dùng sản phẩm. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm của Nevato sẽ là món quà tuyệt vời cho sức khỏe của người tiêu dùng. Máy massage chân tiệt trùng thông minh, thải độc bằng thảo dược thiên nhiên Nevato được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Nevato Việt Nam. Sản phẩm với các tính năng nổi bật như khử trùng kép nước ngâm bằng tia UV và ozone, con lăn bó sát vào huyệt dũng tuyền, thái dung, thương khâu giúp cơ thể được thải độc, túi thảo dược Nevato với thành phần từ thiên nhiên như gừng, ích mẫu, ngải cứu, một sự bổ sung ion tuyệt vời cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Bộ điều khiển thông minh với các phím bấm cảm ứng một chạm, vật liệu ABS, PP cao cấp sang trọng, đạt tiêu chuẩn CE, ROHS và được xuất khẩu đi châu Âu và Nhật Bản. Máy massage chân tiệt trùng thông minh, thải độc bằng thảo dược thiên nhiên Nevato được ví như spa thu nhỏ cho cả gia đình. Sản phẩm giúp tuần hoàn máu, giảm trừ mệt mỏi, cải thiện và nâng cao sức khỏe. Đặc biệt sản phẩm còn giúp tạo giấc ngủ sâu và ngon hơn chỉ sau 30 phút ngâm chân và massage chân vào mỗi tối. Trước kia thì tôi cũng đã từng mua máy massage chân ở một vài nơi rồi mà tôi thấy nó rất là nhanh hỏng mà hiệu quả của nó lại chưa cao. Vào đúng cái dịp sinh nhật 52 tuổi thì tôi thực sự rất là bất ngờ với món quà mà con trai dành tặng. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên từ con trai dành tặng tôi đấy. Cái máy massage chân này cực kỳ thích. Cụm massage chân nó bó sát lòng bàn chân và các đầu ngón chân, giúp cho mắt nó xoa bóp toàn bộ đôi bàn chân của tôi, cùng với hệ thống làm nước nóng thông minh, giúp cho gia đình tôi rất thoải mái khi sử dụng. Và đặc biệt là khi mua thì được tặng 20 gói thảo dược, mùi của nó rất thơm và dễ chịu, tôi rất là thích. Mà dùng cái máy này thì rất đơn giản sử dụng mà hiệu quả của nó lại cao. Tôi dùng được một tuần thì tôi cảm thấy là tôi ăn nó tốt hơn và ngủ cũng sâu giấc hơn. Ngoài sản phẩm máy massage chân tiệt trùng thông minh thải độc bằng thảo dược thiên nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Nevato Việt Nam còn nhập khẩu và phân phối nhiều dòng sản phẩm máy massage chăm sóc sức khỏe toàn diện như ghế massage spa toàn thân, máy massage spa mắt, máy massage thư giãn vai gáy. Đây đều là những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn EU, ROHS. Chính bởi vậy, khi tới với Nevato, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm, dễ dàng lựa chọn được loại máy massage phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng. Bởi vì là thứ nhất là cửa hàng nó nằm tại cái khu vực của mình đang ở. Thứ hai nữa là nhiều người cũng đã sử dụng cái dòng sản phẩm này rồi.
và họ cũng đã giới thiệu, và cũng trên cái truyền thông, trên Facebook, trên Zalo cũng có là giới thiệu về cái dòng sản phẩm này của công ty đặt tại đây. Thì vậy là mình tìm đến công ty để mình mua cái dòng sản phẩm này để sử dụng. Trước kia thì mình chưa dùng cái sản phẩm nào, bây giờ thì nghe trên cái truyền thông với lại người ta là giới thiệu về cái sản phẩm này rất là tốt cho sức khỏe, nên là tôi đã đến đây để tìm mua và sử dụng. Để có thể bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đôi bàn chân tốt nhất, bên cạnh việc sử dụng các loại máy massage chân, người tiêu dùng cần có một chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học và hợp lý.